Hướng dẫn cấu hình Park trên Securator. Để triển khai cấu hình Park trên Securator, chúng ta cần phải thực hiện 4 câu lệnh sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào interface F0-0 và thực hiện câu lệnh là IPNAT INSIDE và vào interface hướng ra ngoài Internet và thực hiện câu lệnh là IPNAT OUTSIDE. Sau đó chúng ta sẽ cấu hình bát trên router bằng câu lệnh là, Abinat Inside to 1, Interface F0-1 là Interface hướng ra ngoài Internet và cuối cùng là thêm từ khóa Overload ở phía sau. Nếu không có cái từ khóa Overload ở phía sau thì cái quá trình NAT nó chỉ translate cái thông tin địa chỉ IP mà thôi. Do vậy chúng ta bắt buộc phải thêm cái từ khóa Overload ở phía sau để cái quá trình bát của chúng ta không những translate cái địa chỉ IP mà nó còn translate cả cái bọt tương ứng nữa. Sau đó chúng ta cần phải viết ra asterisk 1 liệt kê là những cái IP nào hoặc lớp mạng nào sẽ được quyền sử dụng bát để có thể truy cập ra ngoài internet. Thì thông thường là sau khi chúng ta cấu hình xong cái dịch vụ bát trên Securator thì cái bản nát của chúng ta vẫn chưa có bất kỳ cái dòng thông tin nào cho đến khi mà cái lưu lượng bên trong phát sinh lưu lượng thì lúc này cái dòng bát tiếp theo mới được hình thành. Để kiểm tra các bản NAT table trên Sikorator thì đứng ở chế độ đặc quyền chúng ta có thể thực hiện cái câu lệnh là show ab translation. Cái địa chỉ inside local là cái ám chỉ những cái ab bên trong hệ thống mạng LAN nội bộ. Còn đối với địa chỉ inside global là ám chỉ cái ab public mặt ngoài của chúng ta. Còn những cái ab tương ứng với cái cột outside global là tương ứng với những cái ab ở ngoài internet. Thì đối với những cái cổng hướng ra ngoài internet thông thường chúng ta sẽ kích hoạt cái chức năng DHCP client trên cái cổng giao tiếp này bằng cách là vào interface đó và thực hiện câu lệnh là ip address dhcp thì lúc này cái cổng F0/1 của chúng ta sẽ xin một cái IP về một cách tự động thông qua cái giao thức là DHCP. Chúng ta có thể kiểm tra cái cổng giao tiếp này xin được những cái thông tin địa chỉ IP cũng như là system mask và thông tin default gateway bằng câu lệnh là sau DHCP Thì sau khi chúng ta xác định được cái default gateway là gì, từ đó mà chúng ta sẽ khai báo một cái default Route và chở tới cái default gateway đó thì ngay lập tức là con router của chúng ta có thể truy cập ra ngoài internet. Nếu chúng ta được cấp một cái giải địa chỉ IP public và chúng ta mong muốn rằng là cái cơ chế pass sẽ làm việc trên cái giải địa chỉ IP public này thì lúc này chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái khái niệm gọi là IP NAT pool, tên của pool là một cái tên bất kỳ sau đó chúng ta sẽ khai báo cái địa chỉ IP đầu tiên và địa chỉ IP cuối cùng trong cái giải IP mà chúng ta được cấp và cuối cùng là khai báo cái khái niệm gọi là prefix LAN sạc 29 tương ứng với cái giải IP mà chúng ta được cấp. Thì đứng tại FB khi họ cấp chúng ta một cái giải địa chỉ IP thì thông thường họ sẽ rút cho chúng ta một cái giải IP có lớp mạng là sạc 29 bằng câu lệnh là IP root 203.0.0.0 sẽ nó bắt tương ứng là 255.255.255.248 và họ sẽ chỏ vào cái IP public mặt ngoài của chúng ta là 100.0.0.1 cái địa chỉ IP 100.0.0.1 còn được gọi bằng cái thuật ngữ là fronted IP Còn cái giả IP mà chúng ta được cấp về thông qua cái phương thức là Static Root còn được gọi bằng cái thuật ngữ là Rooted IP Và thao tác cuối cùng là chúng ta sẽ nhúng cái IP NAT BOOL này vào trong cái câu lệnh là IP NAT INSIDE clip 1 Ở BOOL FIX và thêm cái từ khóa là OVERLOAD ở phía sau Thì lúc này cái cơ chế FBAT nó sẽ làm việc trực tiếp trên cái giả IP PUBLIC mà chúng ta được cấp xuống Chứ không phải là cái IP PUBLIC mà chúng ta gắn trực tiếp trên interface F0.1 nữa nếu chúng ta muốn sử dụng cái khái niệm Avinap buôn trong suốt tiến trình cấu hình bát trên Securator, trong khi đó chúng ta chỉ có duy nhất một cái địa chỉ IP public mà thôi. Thì lúc này cái IP cuối cùng cũng chính là cái IP đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ khai báo cái prefix Land là sạc 32 trong tình huống này. Bởi vì trong cái buôn của chúng ta chỉ có duy nhất một cái địa chỉ IP mà thôi. Hoặc nếu mà chúng ta được cấp hai cái địa chỉ IP public nhưng mà hai cái địa chỉ IP public này không cùng lớp mạng với nhau hoặc là không liên tục nhau thì chúng ta vẫn có thể gom chúng vào trong một cái khái niệm gọi là IP pool bằng cách là thực hiện cái câu lệnh là IP pool tên của pool rồi khai báo cái prefix land tương ứng với hai cái địa chỉ IP public mà chúng ta được cấp. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một hoặc là nhiều câu lệnh address như thế này. Cụ thể là chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh là address 100.0.0.1 và IP kết thúc cũng giống như là IP bắt đầu cũng là 100.0.0.1. Tương tự như vậy chúng ta sẽ khai báo một cái địa chỉ IP public thứ hai trong cái giải pool này bằng câu lệnh address 203.0.0.1 và IP kết thúc cũng chính là IP bắt đầu là cũng là 203.0.0.1. Sau đó chúng ta sẽ nhúng cái bool này vào trong cái câu lệnh cấu hình Avinat là Avinat inside sub clip 1, bool fit và thêm cái từ khóa overload ở phía sau. Thì ngay lập tức là cái counter base của chúng ta nó sẽ làm việc trên hai cái địa chỉ IP public, mặc dù hai cái địa chỉ IP public này không liên tục nhau hoặc không cùng lớp mạng với nhau. Nếu như bên trong hệ thống mạng nội bộ có nhiều phân vùng mạng LAN thì chúng ta sẽ vào từng interface hướng xuống những cái mạng LAN này và thực hiện câu lệnh là abnat inside. Tương tự như vậy trên interface F0/2 hướng xuống mạng LAN 2, chúng ta cũng cần phải vào interface này và thực hiện câu lệnh là abnat inside. Nhưng mà riêng đối với interface mà hướng ra ngoài internet chúng ta vẫn vào interface này và thực hiện câu lệnh abnat outside. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh là Avinet Inside to so Clip 1 Interface F0 sẽ không là Interface hướng ra ngoài Internet và cuối cùng là thêm cái từ khóa Overload ở phía sau cái câu lệnh NAT này. Và cái thao tác cuối cùng là chúng ta sẽ liệt kê những cái mạng LAN nào được quyền sử dụng NAT để có thể truy cập ra ngoài internet thông qua cái danh sách ASLX1 này. Và hệ thống mạng LAN của chúng ta bao gồm hai lớp mạng là 172.16.10 và 172.16.20.0/24. Thì lúc này chúng ta sẽ định nghĩa ra danh sách ASLX1 chứa hai cái lớp mạng trên, cụ thể là ASLX1 bấm 172.16.10.0 và qua cặp mask sẽ là 0.0.0.255. Tương tự như vậy đối với lớp mạng 172.16.20 thì chúng ta sẽ khai báo cái IP tham chiếu là 172.16.20.0 và qua cặp sẽ là 0 .0.0 cho 255 thì ngay lập tức là hai mạng LAN của chúng ta có thể truy cập ra ngoài internet thông qua một cái interface public mặt ngoài duy nhất